Thì thường bánh trung thu của mình á, nếu mình mua ở những cơ sở sản xuất mà lớn có thương hiệu thì bánh trung thu mình có thể sử dụng được 3 tháng, bởi vì trong bánh trung thu có sử dụng một lượng chất bảo quản đạt yêu cầu tiêu chuẩn, thì cho nên thời gian bảo quản của mình sẽ được là 3 tháng. Nhưng nếu các bạn mà mua bánh trung thu ở những cái sản xuất tại nhà hoặc làm mình tự làm bánh trung thu thì thời gian sử dụng tốt nhất của mình là 7 ngày. Sau cái thời gian mình đóng gói thì tính tới là 7 ngày là thời gian bánh mình có thể sử dụng ngon nhất và đạt yêu cầu sản phẩm nhất. Khi mà các bạn đi đến để mua một chọn lựa một cái sản phẩm mà bánh trung thu để đạt được mà ngon theo mong muốn của mình á, thứ nhất là về cái thương hiệu, mình sẽ chọn đúng những thương hiệu uy tín hoặc là những cơ sở sản xuất bánh mà các bạn yêu thích, về cái hương vị mà các bạn đã sử dụng qua rồi các bạn yêu thích. Và đặc biệt là khi các bạn chọn bánh á, thì các bạn phải lưu ý một điều là mình sẽ nhìn vào tổng thể khách quan về cái hình ảnh của cái bánh, thì tạo hình của bánh đẹp nè, và vỏ bánh sẽ mềm và có độ bóng của dầu, nó sẽ và hương thơm của bánh, cho nên nó những yếu tố quan trọng và những cái bánh trung thu mình sẽ không bị nứt. Đó là những cái yếu tố yêu cầu khi mình chọn lựa bánh. À, đây là cũng một cái vấn đề mà thật sự là rất khó trong trong một cái thời đại thời buổi hiện công nghệ mình đang phát triển, và những chuyện mà bán hàng trên mạng và những cái việc sản phẩm online thì đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn rất là kỹ. Thành ra khi chúng ta chọn cái kênh mà để mua hàng á, thì chọn những kênh uy tín và các bạn sẽ được những cái nguồn hàng được giới thiệu những sản phẩm đó để mình chọn ra cái nguồn sản phẩm uy tín. Và khi các bạn mua những sản phẩm trên thị trường online á, thì các bạn lưu ý là mình phải kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ cũng như là những cái thông tin về sản phẩm đó một cách rõ ràng nhất và các bạn mới chọn mua, để mình không bị mua lầm, mua trúng hàng trôi nổi và mua phải những cái sản phẩm không đạt chất lượng sẽ mang ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe cũng như cho gia đình và người thân của mình. Thì thật sự á, những năm trước đó thì việc làm bánh trung thu đối với một người bình thường sẽ rất là khó. Tuy nhiên, thời buổi công nghệ thông tin mình phát triển rất là nhiều, thành ra những việc hướng dẫn trên mạng và trên internet của mình rất là nhiều những cái kênh để chúng ta có thể học hỏi cách làm ra những chiếc bánh ngon đạt yêu cầu. Thành ra cái việc làm bánh tại nhà dành cho các bạn trở nên rất là đơn giản. Thành ra mọi người đều có thể ở nhà làm được những chiếc bánh ngon cho gia đình mình để cho cái mùa trung thu của mình thật là ý nghĩa, bởi vì là bản thân mình tự làm ra chiếc bánh trung thu để tặng cho người thân của mình. À, là những lưu ý cho các bạn mà mình làm bánh trung thu tại nhà là những bánh trung thu, bởi vì lúc đầu Kiệt có nói là thời gian dành cho chiếc bánh trung thu làm tại nhà thì chỉ có 7 ngày thôi. Thành ra mình phải canh tương đối là nếu cái thời gian mình tặng biếu cho bạn bè người thân của mình thì mình phải canh cái thời gian để mình làm cho nó chính xác, khi gửi đến người thân của mình thì không có bị quá hết hạn sử dụng. Cái việc thứ hai đó là chúng ta phải chọn cái nguồn những cái nguyên vật liệu phải là tươi ngon nhất, và những cái nguồn nguyên vật liệu đó phải có những cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và nó phải có những thương hiệu. Ví dụ như các bạn có thể đến những cái cửa hàng bán về các loại sản phẩm dành cho dụng cụ làm bánh nè, nguyên vật liệu làm bánh nè, để chúng ta chọn được những sản phẩm ngon và tốt nhất cho cái mùa bánh trung thu năm nay. Thật sự là cái bánh trung thu của mình á, năm nay là bán rất là nhiều trên thị trường, và cái xu hướng để cho người người nội trợ làm những chiếc bánh để tặng cho gia đình mình cũng trở nên là một xu hướng rất là thịnh trong năm nay. Thành ra mọi người có thể tìm mua được rất là nhiều ở các cửa hàng bán nguyên vật liệu, bởi vì các cửa hàng đó cũng đã cung cấp cho chúng ta đầy đủ cái nguyên liệu. Các bạn chỉ đơn giản ra thôi, các bạn có thể là hỏi người bán là cho mình một set để làm cái bánh trung thu, thì họ có thể cung cấp cho mình một cái combo đầy đủ tất cả các từ bột nè, từ nhân nè, từ nước đường nè, và đến các phụ gia khác như là các thành phần khác của bánh, ví dụ như là từ để làm nên một cái chiếc bánh nhân thập cẩm như thế nào đó thì đã có hướng dẫn cho các bạn hết. Thì các bạn chỉ đến và chỉ nói với họ là mình muốn làm bánh trung thu thì họ sẽ có thể cung cấp cho mình một những sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Cái này là một cái vấn đề mà rất là nan giải cho các bạn có một cái gọi là thích bánh trung thu, là fan cuồng của bánh trung thu vào mùa dịp trung thu, mà nhưng mà sợ về vấn đề cân nặng cũng hoặc là về sức khỏe, và cũng có thể là các ba phụ huynh nhà mình lớn tuổi như thế nào đó mà muốn ăn một chiếc bánh trung thu tận hưởng trọn vẹn cái hương vị bánh trung thu, nhưng mà sợ ví dụ như liên quan tới đường huyết, liên quan tới huyết áp, nói chung là những cái gì ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì đây là những cái khuyến cáo của Kiệt để dành cho các bạn, là khi mình chọn những nguyên vật liệu để làm một chiếc bánh mà dành cho những người ăn kiêng thì có thể là phụ liệu mình chọn những phụ liệu thay thế. Ví dụ như mình làm bánh trung thu nguyên liệu chính của mình là nước đường để tạo nên cái hương vị của chiếc bánh trung thu thập cẩm, những chiếc bánh cái vỏ bánh, thì bây giờ mình thấy thay thế bằng mật ong để mình thay thế, đó là một nguyên liệu tự nhiên.
Rồi việc thứ hai là các bạn có thể chọn những cái loại nhân mà tự mình làm. Ví dụ như đậu xanh, tự mình có thể làm đậu xanh hạt sen. Đó là những cái sản phẩm, hoặc là những cái loại bánh nhân chay từ nấm. Đó là những cái thực phẩm mà nó tốt cho sức khỏe, là nó không ảnh hưởng tới đường huyết cho mình, cho những cái việc mà các bạn sẽ không sợ về cái calorie cao từ trong cái bánh trung thu của mình nữa. Là những cái tiết chế, ví dụ các bạn có thể dùng bột là bột yến mạch để thay thế cho bột mì, để làm cho nên bánh trung thu nó ngon hơn. Những người ăn chay á, thì chúng ta cũng không có ngại về cái việc ăn bánh. Thì thời buổi bây giờ thì Kiệt thấy là hiện tại các ăn chay của mình trở nên nó là gọi là ăn chay thực dưỡng, nó không phải là khó khăn trong việc ăn chay nữa. Thành ra khi chúng ta chọn cái bánh trung thu để cho phù hợp với người ăn chay á, thì các bạn có thể chọn là bánh trung thu hương vị nấm, nhân bằng nấm và nhân đậu xanh. Mình có thể là không dùng trúng muối, nhưng các bạn có thể dùng là những cái loại từ rau củ để là tạo nên cái hình ảnh nó giống như là trứng. Ví dụ như bây giờ có một loại bánh đó là bánh trung thu rau câu, là mình dùng rau câu để làm những cái bánh trung thu, và nó cũng mang cái hương vị hơi hướng, nhìn cho cảm thấy là mình cũng có một vị hương vị trung thu, nhưng mà đó là làm bằng từ rau câu và trứng muối, rồi cũng được tạo hình ảnh giống như là của những cái trứng muối của bên mặn. Thành ra khi mình ăn chay mình cũng không có ngại để những cái việc mà chọn lựa cái sản phẩm nào nó khó cho mình.